Khi mình nóng nảy hay bực tức sẽ sinh ra rất nhiều năng lượng tiêu cực, khiến tần số của bản thân bị thấp xuống một cách nhanh chóng. Theo luật hấp dẫn, mình sẽ thu hút những thứ có cùng tần số thấp đến với mình liên tục. Chẳng hạn như sự cố, bất ý, thất thoát, tổn thương, hao hụt và hàng tá chuyện vô lý khác xuất hiện, làm cuộc sống của mình ngày càng chật vật và khó khăn hơn. Văn Tị là kiểu người nóng tính. Có lẽ là do sự ảnh hưởng của ngày sinh theo nhân số học, và cũng một phần là do sự bất mãn đến từ nội tại của bản thân. Cụ thể là khi không nhận được thứ mà mình muốn, bao gồm cả tinh thần lẫn vật chất, thì mình rất dễ nổi cáu lên. Với kiểu cách của mình như thế, thì bạn chắc cũng không quá khó để hình dung về một cuộc sống của Văn Tị. Từ một cuộc sống thấm đậm màu xám đen. Một màu xám đen bao phủ cả công việc, cả tài chính, cả sức khỏe, và bao trùm luôn cả mối quan hệ với chính gia đình mình. Nhưng đó là Văn Tị của trước đây các bạn nhé. Còn ở thì hiện tại, mình đã đỡ hơn rất nhiều lần rồi. Tức là vẫn có nóng nảy, nhưng có sự kiểm soát tốt hơn trước. Vì mình hiểu bản thân mình đang chất chứa thứ ấy và hiểu luôn cả tác hại của nó sẽ mang lại. Vậy làm cách nào để sống chung với sự nóng nảy một cách có kiểm soát? Trước hết, mình phải cần làm rõ là sự nóng nảy là bản chất của mình. Mình chỉ có thể kiểm soát và làm mờ tính cách ấy đi, chứ không thể xóa nó tan biến. Vậy việc đầu tiên cần phải làm là chấp nhận cái tính cách đó là của mình. Thứ hai, mình thường xuyên ám thị như, tôi là người điềm tĩnh trong mọi việc của mình. Cách này như là dầu cù là, mang tính chất xoa dịu cái bản tính của mình. Thứ ba, mình tập cách sống biết ơn, biết trân trọng, và biết giữ gìn những thứ mà mình đang có. Vài năm gần đây, mình làm tốt việc thực hành luật hấp dẫn, nên sự nóng nảy có đôi khi mất hút không còn xuất hiện nữa. Thứ tư, mình biết nhẫn nhịn hơn trước, đặc biệt là đối với gia đình mình. Có một vị khách chia sẻ với Văn Tị là, với người ngoài, tại sao mình có thể điềm tĩnh dung hòa với họ được? Còn với người thân của mình thì không? Câu nói ấy rất triết lý và làm mình cảm thấy đau đớn về những gì thuộc về mình ở trước đây. Mến chúc những bạn có kiểu sống nóng nảy hay mất kiểm soát bản thân sẽ rút ra được vài gợi ý như trên để biến đổi cuộc sống của cá nhân trở nên tươi đẹp hơn. Một cuộc sống tươi đẹp cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng.